Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Số ca nhiễm COVID-19 vượt ngưỡng 1.800 ca sau ngày nghỉ 3 ngày. Đảo Chê chu áp dụng giãn cách xã hội mức cao nhất từ 18 tháng 8. Cố vấn phụ tổng thống cho biết có thể hoàn tất tiêm chủng COVID-19 cho 70% dân số vào tháng 10. ca nhiễm COVID-19 vượt ngưỡng 1.800 ca sau kỳ nghỉ 3 ngày Ủy ban Đối sát Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 18 tháng 8, Hàn Quốc phát sinh thêm 1.805 ca nhiễm COVID-19, vượt ngưỡng 1.800 ca sau 3 ngày. Số ca nhiễm bình quân ngày tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận trong tuần qua là 1.045,9 ca, tăng 17,9 ca so với một tuần trước đó. Số người hoàn tất tiêm chủng tính đến nay là 10,49 triệu người, chiếm hơn 20% dân số. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương khuyến khích người dân nên tích cực tham gia đặc lịch tiêm chủng trước tình trạng một số người trẻ tránh tiêm phòng do lo lắng về tác dụng phụ sau khi tiêm. Thời gian đặc lịch tiêm phòng cho đối tượng từ 18 đến 49 tuổi theo số cuối ngày sinh sẽ kết thúc trong ngày 19 tháng 8. Trong khi số ca nhiễm liên tục ghi nhận ở mức 4 chữ số 6 tuần liên tiếp, tỷ lệ vận hành dường bệnh tại Trung tâm Điều trị Bệnh nhân nhẹ và Bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm trên cả nước lần lượt là 61,2% và 73,5%. Cả nước chỉ còn 144 giường dành cho bệnh nhân có nguy cơ tiến triển nặng và 285 giường dành cho bệnh nhân tình trạng bệnh nghiêm trọng. Cơ quan phòng dịch nhận định, bất chấp lệnh giãn cách xã hội tăng cường, Lưu lượng di chuyển của người dân trong tuần trước không giảm bao nhiêu. Chính phủ dự kiến sẽ công bố quyết định có gia hạn lệnh giãn cách xã hội hiện nay hay không vào ngày 20 tháng 8. Đảo Jeju áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức cao nhất từ 18 tháng 8. Chính quyền đảo Jeju, hòn đảo phía nam Hàn Quốc đã quyết định nâng giãn cách xã hội lên mức 4, mức cao nhất từ ngày 18 tháng 8. Theo đó, toàn bộ 12 bãi tắm trên địa bàn đảo sẽ phải đóng cửa từ ngày 18 đến 29 tháng 8. Người dân bị cấm tụ tập riêng tư quá hai người sau 6 giờ tối. Ngoài ra, du khách không được di chuyển bằng xe ô tô quá hai người. Các nhà nghỉ, khách sạn cũng không được phép cho khách nghỉ trên hai người một phòng. Tuy nhiên, các trường hợp được phép tụ tập là gia đình cùng chung sống trong một không gian cư trú. Trường hợp cần người chăm sóc cho trẻ nhỏ dưới 12 tuổi, người khuyết tật, người cao tuổi, hoặc các buổi tập trung gia đình khi người thân lâm chung. Các cơ sở tập trung đông người sẽ chỉ được mở cửa tới 10 giờ tối. Các phòng tập hát và 1035 cơ sở giải trí như quán bar, vũ trường bị áp lệnh cấm tụ tập. Quán nét không được hoạt động từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng hôm sau và không được phép ăn uống trong thời gian mở cửa. Các quán cà phê, nhà hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng hôm sau. Đảo Jeju quyết định xử phạt tối đa 3 triệu won (2.566 đô la Mỹ) với cơ sở vi phạm quy tắc phòng dịch, 100.000 won (85 đô la Mỹ) với cá nhân vi phạm. Chính quyền đảo Jeju cũng quyết định cấm tụ tập với một số cơ sở kinh doanh có lo ngại lây nhiễm Covid-19. Các cơ sở kinh doanh nào có mức độ vi phạm nghiêm trọng, làm lây nhiễm tập thể thì sẽ bị yêu cầu bồi thường thiệt hại về chi phí phòng dịch điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Theo hệ thống giãn cách xã hội mới của chính phủ Hàn Quốc, đảo Jeju có 700.000 dân nên phải áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức tư nếu số ca nhiễm bình quân đạt trên 27 ca một ngày trong một tuần. Tuần trước, số ca nhiễm mới trên đảo đạt bình quân trên 41 ca một ngày. Cố vấn phụ tổng thống cho biết có thể hoàn tất tiêm chủng COVID-19 cho 70% dân số vào tháng 10. Phát biểu trên một chương trình đài phát thanh CBS ngày 18 tháng 8, Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân, thuộc phủ Tổng thống Hàn Quốc Bắc xuôi Hơn khẳng định, nếu cân đối tốt số lượng vaccine đã nhận được trong thời điểm hiện tại, thì Hàn Quốc có thể đạt được mục tiêu hoàn tất tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 70% dân số trong tháng 10 năm nay. Nhận định trên của ông Bắc nhằm giải đáp phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhân dịp lễ quốc khánh 15 tháng 8, rằng sẽ tiêm chủng mũi 2 cho 70% dân số đến tháng 10 và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng, bất chấp nguồn cung vaccine Moderna của Mỹ bị gián đoạn. Ông Bắc giải thích, đây là cam kết nghiêm túc của Tổng thống với người dân và chính phủ sẽ làm hết sức để hoàn thành mục tiêu đã đề ra liên quan đến kết quả cuộc họp giữa phái đoàn chính phủ và hãng dược Moderna. Ông Bắc cho biết đã nắm được kế hoạch của hãng dược này, song hiện vẫn còn sớm để thông báo chính thức cho người dân. Moderna sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối tuần này. Lễ an táng hai cốt tướng quân Hung Bomto, Tô Hai cốt của tướng quân Hung Bomto, Tô, vị anh hùng quân độc lập, từng chỉ huy trận đánh Bông Ô Tôn, thung lũng Phụng Ngô thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc năm 1920, sau khi được đưa từ Kazakhstan về tổ quốc vào đúng ngày quốc khánh 15 tháng 8 vừa qua, đã được an táng với nghi thức trọng thể nhất tại Nghĩa trang quốc gia thành phố Tây vào sáng ngày 18 tháng 8. Tham dự lễ an táng có Tổng thống Moon Jae-in và đệ nhất phu nhân Kim Jong-suk, Chủ tịch các đảng, Bộ trưởng Quốc phòng Seoul Úc, Vòng hoa tưởng niệm được kết từ hoa cẩm chướng do chính phủ Kazakhstan gửi viếng và hoa cúc Hàn Quốc. Khi hạ quan, Tổng thống Moon Jae-in đã rắc đất lấy từ mộ của tướng quân hung tại Kazakhstan cùng đất của quê hương lên mộ người anh hùng. Trong bài diễn văn tưởng niệm, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu những giọt nước mắt của tướng quân đã rơi trên mảnh đất quê hương sẽ là động lực để đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia hùng mạnh hơn nữa. Việc hồi hương hài quốc tướng quân Hung Bom Tô lần này sẽ trở thành niềm hy vọng lớn cho tất cả người dân Hàn Quốc về sự tin tưởng, chở che lẫn nhau để cùng vượt qua khó khăn. Trước đó, Tổng thống Moon đã trực tiếp dự lễ đón hài quốc của tướng quân tại sân bay Seoul, thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi, tối ngày 15 tháng 8. Lần này, Tổng thống tiếp tục tham dự lễ an táng tướng quân, thể hiện lòng tôn kính cao nhất với vị anh hùng dân tộc. Tổng thống cảm ơn chính phủ và đồng bào tại Kazakhstan đã hợp tác để hồi hương hài cốt của tướng quân, 78 năm sau ngày ông qua đời nơi đất khách quê người. Ông Moon cam kết sẽ đưa Hàn Quốc bước tiếp con đường mà tướng quân và các liệt sĩ đã mơ ước. Tổng thống nhắc tới vì tàu ngầm 1.800 tấn mang tên tướng quân Hung Bom Tô đang gìn giữ vùng biển đông của Hàn Quốc. Hàn Quốc đã trở thành cường quốc thứ sáu thế giới về sức mạnh quân sự tổng hợp, đang đạt được ước mơ về một nền quốc phòng tự chủ tướng quân hùng chính là người anh hùng, niềm tự hào của toàn thể dân tộc. Cuộc đấu tranh bất khuất của ông đã trở thành gốc rễ cho sức mạnh quốc phòng Hàn Quốc ngày nay. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành lễ tưởng niệm trực tuyến và trực tiếp trong vòng 2 ngày từ 16-17 tháng 8. Ngày 17 tháng 8, Tổng thống đã trao tặng huân chương đại hàng dân quốc, huân chương kiến quốc hạng nhất cho tướng quân hùng. Lễ kỷ niệm trực tuyến 12 năm ngày mất của Tổng thống Kim tae jung Lễ tưởng niệm 12 năm ngày mất của cố Tổng thống Kim Tae-jung, 18 tháng 8 năm 2009, 18 tháng 8 năm 2021 đã lần đầu được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào sáng ngày 18 tháng 8 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trung tâm Hòa bình Kim Tae-jung lúc 10 giờ sáng cùng ngày đã phát lễ tưởng niệm trực tuyến trên trang chủ, trong đó có bài diễn văn tưởng niệm qua video của chính giới, thông điệp tưởng niệm của người dân Thủ tướng Kim Bu Kyom đã ca ngợi tinh thần bất khuất của cố tổng thống khi cùng người dân vượt qua cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, đã trở thành kim chỉ nam để người dân Hàn Quốc ngày hôm nay vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19. Sự đoàn kết nhất định sẽ giúp Hàn Quốc chiến thắng bất cứ khó khăn nào. Chủ tịch đảng dân chủ đồng hành Sung Yong Ki nhắc lại lời kêu gọi của cố tổng thống về việc khôi phục cộng đồng kinh tế dân tộc, đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc phát triển mới. Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Yi Chun Sok cũng gửi bài phát biểu tưởng niệm qua video, nhấn mạnh sẽ khắc ghi lời nói của cố tổng thống Kim Tae jung rằng chỉ cần thu phục người dân, làm theo ý dân là sẽ không có ai thất bại. Các ứng cử viên tổng thống đảng cầm quyền dân chủ đồng hành cùng ngày đã đồng loạt tới viếng mộ cố tổng thống ở nghĩa trang quốc gia Seoul, cam kết kế thừa tinh thần Kim Tae jung Hàn Quốc chi trả hỗ trợ khẩn cấp cho các tiểu thương sớm hơn 2 tuần, từ ngày 17 tháng 8, chính phủ Hàn Quốc bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19 cho các tiểu thương sớm hơn so với lịch trình ban đầu là từ tháng 9. Theo Bộ trưởng Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ và Mạo hiểm Kwon ji Sung, ban đầu chính phủ cân nhắc thời điểm chi trả tiền hỗ trợ là vào đầu tháng 9. Tuy nhiên, sau khi xét thấy giới tiểu thương đang gặp khó khăn ngày càng chồng chất hơn do làn sóng lây nhiễm lần thứ tư, chính phủ đã nỗ lực tối đa để đẩy sớm hai tuần thời gian hỗ trợ. Những tiểu thương đã được hưởng tiền hỗ trợ khẩn cấp lần 4 và thỏa mãn điều kiện hỗ trợ là đối tượng được ưu tiên hỗ trợ nhanh đợt 1. Chính phủ nhận đăng ký trong ngày 17 và 18 tháng 8, và ngày 18 tháng 8 là đến lượt đăng ký của các tiểu thương có số cuối đăng ký kinh doanh là số chẵn. Từ ngày 19 tháng 8 sẽ áp dụng đăng ký đồng loạt, không phân biệt chẳng lẽ. Tiểu thương nào bị áp dụng trên 6 tuần lệnh cấm tụ tập của chính phủ sẽ được hưởng trợ cấp tối đa là 20 triệu won, 17.100 đô la Mỹ. Nếu bị áp lệnh hạn chế thời gian kinh doanh trên 13 tuần, sẽ được hưởng trợ cấp tối đa 9 triệu won, 7.700 đô la Mỹ. Tiểu thương có doanh thu năm 2020 giảm trên 10% so với năm 2019 sẽ được hỗ trợ từ 400.000 won, 342 đô la Mỹ cho tới 4 triệu won, 3.400 đô la Mỹ, tùy theo quy mô doanh thu và mức giảm doanh thu. Riêng trong ngày 17 tháng 8, đã có tổng cộng hơn 442.000 tiểu thương đăng ký nhận hỗ trợ, Tính đến 4 giờ chiều cùng ngày, Bộ Doanh nghiệp đã hoàn tất chi trả cho 188 người. Bộ ước tính tổng số tiền chi trả trong ngày 17 tháng 8, bao gồm cả các khoản được chuyển khoản sau 4 giờ chiều cùng ngày, đạt trên 1.000 tỷ won, trên 855,7 triệu đô la Mỹ. Lần này, chính phủ mở rộng tiêu chuẩn hỗ trợ, đó là áp dụng với cả tiểu thương có doanh thu theo quý bị giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, những tiểu thương mở cửa kinh doanh sau tháng 3 năm nay sẽ thuộc đối tượng được hỗ trợ nhanh đợt 2, đăng ký nhận hỗ trợ từ 30 tháng 8. Xôi viện trợ nhân đạo 1 triệu đô la Mỹ cho Haiti khắc phục hậu quả động đất. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 17 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong Sam cho biết, chính phủ Hàn Quốc quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp quy mô 1 triệu đô la Mỹ cho Haiti, nơi hứng chịu trận động đất mạnh khiến hàng nghìn người thương vong. Đây là hành động thực tế tiếp theo sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gửi điện an ủi tới Thủ tướng Haiti Ariel Angri vào ngày 16 tháng 8. Tổng thống Moon đã gửi lời chia buồn trước những mất mát của người dân Haiti, mong muốn tình hình sớm được giải quyết, đồng thời cam kết sẽ tích cực nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế trong công tác hỗ trợ nhân đạo. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết, tính đến ngày 16 tháng 8, đã có 1.400 người thiệt mạng, và hơn 6.900 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra vào ngày 14 tháng 8 giờ địa phương tại Haiti. Hiện nay có 150 công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Haiti, không có ai bị thiệt hại trong trận động đất vừa qua. Hàn Quốc hỗ trợ kit xét nghiệm COVID-19 trị giá 300.000 đô la Mỹ cho Mông Cổ, Chính phủ Hàn Quốc ngày 17 tháng 8 cho biết đã hỗ trợ kit xét nghiệm COVID-19 bằng kháng nguyên trị giá 300.000 đô la Mỹ cho Mông Cổ. Đây là một phần của dự án thí điểm kho dự trữ vật tư kiểm dịch y tế chung do cơ chế hợp tác phòng dịch y tế Đông Bắc Á xúc tiến. Cơ chế hợp tác phòng dịch y tế Đông Bắc Á hoạt động theo phương thức nước tham gia sẽ cam kết chia sẻ trước một lượng vật phẩm y tế nhất định. Khi một nước thành viên có nhu cầu, thì sẽ được nhận cung cấp thông qua thảo luận song phương với nước đã cam kết cung cấp vật phẩm phòng dịch tương ứng. Seoul đã đề xuất phương án sớm xây dựng kho dự trữ vật tư kiểm dịch y tế chung giữa các nước nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về vật tư phòng dịch khẩn cấp trong trường hợp phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm như COVID-19. Qua đó, chính phủ đang tiến hành thảo luận xúc tiến dự án này trong khuôn khổ cơ chế hợp tác Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy nhanh chóng các dự án khác của cơ chế hợp tác như đào tạo, tập huấn chung cho nhân lực chống dịch COVID-19, tiêu chuẩn hóa quy trình chế độ làng nhanh nhằm đạt được kết quả thiết thực. Cơ chế hợp tác phòng dịch y tế Đông Bắc Á có sự tham gia của những quan chức và chuyên gia trong lĩnh vực ngoại giao và y tế của 6 nước bao gồm Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mông Cổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.